Xin mến chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện cùng với các anh thợ tới đây để xây lại cái nhà vệ sinh cho bà bác thị dân. Thì thời điểm đầu thì Thiện cũng có giúp nhà cho gia đình, nhưng mà cái nhà vệ sinh thì chưa có làm. Thì nay thì sơ Nguyễn Thanh Thí cũng có vận động mạnh thường quân để giúp đỡ ba cái căn nhà còn lại đó làm cái nhà vệ sinh. Nhà của bà bác thị dân, nhà của anh Tùng với nhà của anh Đoàn. Ở đây thì thợ làm được cái nhà vệ sinh đầu tiên rồi. Đây thì quay cái nhà vệ sinh này trước để gửi đến cho Sơ Thí cùng với Mạnh Thường Quân xem. Đây, thợ đang làm ở phía sau. Dạ, cha nội cuộc sống quê miền Tây. Dạ. Dạ dạ đúng rồi. Ở Việt Nam coi cũng được vậy. Dạ dạ. Về bỏ thằng câu chứ. Về bỏ thằng câu về đụng bà hai ơi. Ở nhà cũng có nuôi vịt con. Này chắc cũng khoảng cỡ 50-60 con. Đây nhà vệ sinh phía trong này. Thợ đang làm. Hai nào? Ai? Bên nước ngoài. À, người ta lại coi cái giường á hả? Không. Dạ. Này mai gọn thêm. Mai rồi. Mai là da toilet rồi đó. Rồi sớm vậy? Không mốt hả rồi? Tính mốt rồi đó. 5 giờ tới đây rồi. Làm dở vậy đó.
Hay làm giỏi thì được tiền nhiều thì có gì đâu. Ừ. Ít ngày là ăn chốt. Làm nhà vệ sinh đây cho bà đi nè, thoải mái một chút. Ừ. Ha. Cảm ơn nha, cái gì cảm ơn nha, cho thiện đó nha. Dạ. Cảm ơn nhiều, rất nhiều đó. Thôi đãi cho một bữa cơm được rồi. À, vậy hả? Ăn con mấy con được không? Mấy con vậy? Hả? Được. Được ha. Yêu cầu vô á. Dạ. Nhưng ăn đừng giáo bà. Dạ. Buổi sáng chạy xe vô vậy? Thấy người ta đào lên tưởng đâu đi không được đó. Đi được, người ta dọn lấy đồ nè. À. Ngày qua kìa. Ừ, ngày qua không người lắm đó. Bạn có nhỏ cháu ngoại nè, bà nhóc luôn á thiệt. Có 10 người, tí 7 cá đát vô. Như vậy á. Thôi là nhà cầu tâm chắc tới Tết lắm rồi. Vật liệu để ngoài hả? Ừ, ở ngoài luôn á, mấy xong á. Nè nè, cảm thiện hồi uống cái trường nha. Bữa ở trong này sâu quá anh chi. Ở ngoài cầm mấy xong đi dễ rồi. Trời ơi, làm vậy là khó đó con. Khó ấy cái thằng đây luôn, người ta phải đắt quá đâu, ta cho nè. Ở. Mình lắm nè. Dịch này nuôi mấy chục con bà? Trăm con á. Ý, nhiều vậy đó hả? Ừ. Dịch đẻ ha, dịch thịt. Dịch là thịt. Đây tông mày chê luôn á. Đi ở ngoài thì vô tao á. Nhưng mà bỏ nó ở trong á nhớ đây. Nè, à, ê, à, thấp. À, vô. Vô uống nó kìa kìa. Cho chú xiện chứ, đây chú xiện. Rồi, chú xiện uống trước, đây chú xiện. Vô đi thiệt. Dạ, dạ, được rồi. Giữ lại tới nhà hai ngón chịu vô nha. Để em quay thợ làm tí. Ừ, quay thợ làm đi. Giám sát mới được. À, hồ non, hồ dài gì. Vật tư đủ không? Như dư gạch rồi hả? Dư gạch rồi xây cái đường đi ra đây luôn nè. Tính rồi, mình xài xi măng, bạn không đủ thôi, đúng không? Dạ, không đủ thì mua thêm. Cho bạn mua thêm đi, cái xây tính cá này này cho bả luôn kìa. À. Cá từ đây nè, quẹo qua bên này. Tại bước vô nhà thì cái nó dơ dò bả. Cũng tính rồi đó. Mới ăn cắp được hai trái đó hả? Cái này. Khoe cái coi. Nhiều. Ồ, Việt Kiều hả? À. Da của ngoại đó phải giờ gì đâu mà trả. Đi làm hồ mà lấy dao hết theo á, ớn á. Có cha nó mới làm chặt cỏ nó đâu có biết đâu. Ồ, con mầm ăn hay. Này có toan lợp chưa? Chưa, mai gọi đi mua. Cúp điện rồi đó xin. Đâu có lợp được đâu. Ừ. Như có điện rồi đó, mới lắp điện cắt rồi đó. Ừ, mày đi, mày điện mày đi. Mơ mà nó may ta điện sắp hết nè. Nó mềm mềm mà dùng. Rồi. Chị không có hỏi lượng to là nói không điện rồi đó. Con nước xài đó. Mông pi rồi hả? Là pi môn rồi đó phải không? Ừ. Cá đây dơ quá. Này cá không phải cá vàng, cá đen. Dạ. Anh như nghe ở đây nói làm con lép chảo bầu bầu dừa đó hả? Ở với Phước Tiền. Chạy xuống chắc cũng cỡ cây ngoài số.
xây nhà vệ sinh rồi rồi mai mốt có đám tiệc ở nhà này khỏe rồi khỏi đi đâu hết. Khỏe lại hả bà? Tại vì nó mới có lạnh lại mà. Vệ sinh của bà là được Mạnh Thường Quân giúp đỡ là ông bà Sam và Maricela Reyes ở Mỹ qua trung gian của Sơn Nguyễn Thanh Thúy á, có gửi về cho bà là 300 đô để xây cái nhà vệ sinh, thì con có nhờ thợ tới đây để làm cho bà đó. Dạ. Dạ. Quá mừng rồi ha. Nhỏ quá vậy? Hả? Vô tiếng nhỏ quá vậy? Thì nhỏ. Có thì nhỏ thì quá nhỏ. Mà hư luôn rồi hả? Hư luôn rồi nhé. Nữa không được. Nữa không được. Sao bà? Nói nha bà Mai nha, gửi lại thăm mấy bà. Dạ. Cho nha, mà ta đáp cho bà đó nha. Cảm ơn mấy bà rất nhiều. Dạ. Này là gạch lót này, lót nhà vệ sinh. Vịt này nuôi chắc để tới lúa chín này là ăn được, nó ăn động được rồi. Này của cô nuôi hả? Biết nuôi luôn. Rồi đợt này có chồng cải không? Có chồng nhổ hết rồi, tới mới xạ lại nữa. Giờ bắt đầu mặn này. Tiếp tục. Tối ngày ha. Tối ngày luôn. Làm gì mới giàu được. Còn không giàu thấy không? Đừng ăn đi. Không ăn bởi vì ốm nhom nè thấy không? Không có ăn đâu, mặn không á. Mặn không hả? Tiền để đâu cho hết? Ăn gì chứ, ăn rau là tốt lắm đó. Hôm qua kéo cá lên cho mấy bả ăn luôn nè. Ngày qua rồi là quay phim là đẹp quá. Người ra vô. Đồng lắm hả? Đồng lắm. Ngày qua tôi lại là tôi chán rồi đó. Không có. Còn nhật liệu ở ngoài tôi trên kia thấy chán luôn rồi đó. Chán gì không biết nữa. Một hơi. Trời ơi làm không kịp luôn. Tại dắt chiều nó về, nó thi rồi, nó về trễ rồi, kêu mượn á. Cũng tối quá không làm, sáng mới lại. Cưng có cần học gì xài máy tính không? Có. Học cái môn gì? Ngành gì? Học mấy cái tiếng Anh học trên mạng á. À. Trên clip mạng á, học online á. À. Cưng tên gì? Trần Ngọc Châu. Trần Ngọc Châu. Là... học xong 12 ha, chuẩn bị học lên nữa ha. Dạ. Thì đây anh quay phim, thì đây cũng hy vọng là Sơ sẽ tài trợ được cái phần đó để giúp đỡ em có cái máy tính để học. Dạ. Thì nếu mà mua cái loại trung bình thì chắc cũng khoảng cỡ tầm 10 triệu, 12, 13 triệu rồi đó là xài cũng được rồi. Cưng là cháu của cháu ngoại của bà hai á. Của bà hai à? Ừ. Rồi dự định là học lên nữa là học ở đâu? Dạ em học, nếu mà thi đậu thì học đại học Cần Thơ. Đại học Cần Thơ. Dạ. Còn hôm nay về đại học Kiên Giang học. À. Nước nó đi làm. Nước nữa thì học tiếng nước ngoài rồi đi làm. Nó dẫn nó cười. Nhưng mà muốn học hay là dạ, muốn đi làm? Thi đậu là
sợ nó không đậu thôi. Sợ mà tự tin không? Tự tin đậu không? Tự tin. Tôi đi bán vé số tôi cũng cho nó học nữa, tại vì mình đâu có học tới đó đâu, đã nó thi đậu rồi gán chứ. Dạ. Thì con quay một cái đoạn video này trò chuyện đó, thì hy vọng là sẽ có Mạnh Thường Quân giúp đỡ để mua cái máy tính cho Cưng đi học. Rồi cho bà hai đi học luôn, đại học luôn. Đi học chữ B không chật gì đâu. Học ở chùa. Hả? Chuyện này. Yeah. Nhưng mà luôn đó.